Hả? Phê nhỉ. Đã vướng cái dưới điện nữa. Tiền này của nhà nước mà. Tiền nhà nước bật thoải mái đi em ơi. Hết pháo hoa thì bật cái khác luôn. Quả này bắn thẳng vào người là chết mẹ luôn chứ đừng có nói đùa. Năm mới nhá anh em. Còn lại thì không lổ chứ. Chốt chốt vào đâu? Chốt vào đít à? Quay là thôi vào. Nó phát trực tiếp hay sao mà? Quay đứng vừa ngủ gắt đi. Đó, thiếu vitamin. Giờ đang thiếu đồ lắm nói bạn thế. Đúng à. Sai đâu. Động viên bạn ngủ nhiều thế.